trong phần tiếp theo của chương trình. Tổng thống Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ chính thức đầu tiên của Đảng Dân Chủ. Một năm sau trận động đất kinh hoàng, Thổ Nhĩ Kỳ bàn giao những ngôi nhà đầu tiên cho người dân. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dễ dàng vượt qua hai ứng cử viên khác để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ ở bang Nam Carolina, với số phiếu áp đảo, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ ở bang Nam Carolina ngày 3 tháng 2. Ứng cử viên Marianne Williamson về thứ hai và ứng cử viên Dean Phillips cán đích ở vị trí thứ ba. Cuộc bầu cử ở bang Nam Carolina là cuộc bầu cử sơ bộ chính thức đầu tiên của Đảng Dân Chủ trong năm 2024. Chiến thắng tại bang Nam Carolina sẽ giúp Tổng thống Joe Biden tạo đà trong chiến dịch vận động cử tri nhằm giành được suất đề cử của Đảng Dân Chủ, cũng như hướng tới ngày bầu cử vào tháng 11 năm nay. Nghị viện Bắc Island hôm qua đã bầu bà Misen O’Neill thuộc Đảng Sinfen làm thủ hiến. Đây là lần đầu tiên một người theo chủ nghĩa dân tộc đoàn kết được bầu vào vị trí lãnh đạo chính quyền phân cấp tại Bắc Island. Việc nghị viện Bắc Ireland bầu bà Michelle O'Neill làm thủ hiến đã chấm dứt 23 tháng không có chính phủ và không có cơ quan lập pháp tại vùng lãnh thổ thuộc Anh này. Phát biểu ngay sau khi được bầu, thủ hiến mới của Bắc Ireland Michelle O'Neill cam kết thúc đẩy một tương lai chung bình đẳng, tiến bộ và phát triển. Thật vinh dự khi được đứng ở đây với tư cách là thủ hiến Bắc Ireland. Ngày hôm nay đã mở ra cánh cửa hướng tới tương lai, một tương lai chung. Chúng ta đang cùng nhau đánh dấu khoảnh khắc của sự bình đẳng và tiến bộ, một cơ hội mới để làm việc và cùng nhau phát triển. Dù chúng ta đến từ đâu, bất kể nguyện vọng của chúng ta là gì, chúng ta đều có thể và phải cùng nhau xây dựng tương lai. Đảng Sinn Féin, tiền thân là cánh chính trị của Tổ chức Quân đội Cộng hòa Ireland đã giành chiến thắng mang tính lịch sử trong cuộc bầu cử địa phương hồi giữa năm ngoái và kêu gọi mở cuộc tranh luận về việc thành lập một Ireland thống nhất. Đây được coi là chiến thắng lịch sử, chấm dứt một thế kỷ thống trị của các đảng thân Anh. Theo các số liệu khảo sát mới nhất, đảng Sinn Féin đang ngày càng nhận được sự ủng hộ rộng rãi của giới trẻ, những người quan tâm tới chính sách kinh tế nhiều hơn là hệ lụy từ câu chuyện Anh rời Liên minh châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo việc đình chỉ tài trợ cho cơ quan Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine sẽ gây hậu quả thảm khốc đối với Gaza. Trong buổi họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ ngày hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đề nghị các quốc gia cân nhắc lại quyết định trên, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn, bảo đảm an toàn cho đội ngũ nhân viên tham gia hoạt động viện trợ nhân đạo và trả tự do cho toàn bộ các con tin. Quyết định của nhiều quốc gia về việc tạm ngừng tài trợ cho cơ quan Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, cơ quan viện trợ nhân đạo lớn nhất trong cuộc khủng hoảng này, sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho người dân ở Gaza. Tôi có thể khẳng định, không có bất kỳ một tổ chức nào khác có khả năng bảo đảm quy mô và phạm vi hỗ trợ khẩn cấp cho 2,2 triệu người dân ở Gaza đang chìm trong xung đột. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, hiện có 13 quốc gia, trong đó có một số quốc gia có đóng góp quan trọng cho cơ quan Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine như Mỹ, Canada, Anh và Nhật Bản đã đình chỉ tài trợ cho tổ chức này sau khi Israel cáo buộc một số nhân viên của cơ quan này có liên quan đến cuộc tấn công do Hamas thực hiện vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái gần một năm sau trận động đất kinh hoàng ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đầu năm 2023. Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã bàn giao những ngôi nhà mới đầu tiên cho những người mất nhà cửa sau trận động đất. Phát biểu trong buổi lễ tại tỉnh Hatay, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nêu rõ chính phủ có kế hoạch giao tổng cộng 200.000 ngôi nhà trong năm nay. Hôm nay, chúng tôi sẽ giao 7.275 ngôi nhà cho người dân ở Hà Tây. Chúng tôi cũng sẽ dần dần ra 40.000 ngôi nhà trên toàn khu vực ngay sau khi việc xây dựng hoàn thành. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực khôi phục các thành phố bị thiệt hại do động đất mà không bị gián đoạn. Trước đó ngày 2 tháng 2, Bộ trưởng Đô thị Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khoảng 680.000 ngôi nhà đã bị phá hủy trong khu vực động đất và 390.000 gia đình đã đăng ký nhận nhà để xây dựng tại đây. Meta Platform, công ty mẹ của Facebook, đã phát hành cổ tức đầu tiên vào ngày 1 tháng 2 vừa qua, vài ngày trước lễ kỷ niệm 20 năm thành lập mạng xã hội hàng đầu Facebook, đồng thời báo cáo doanh thu vượt kỳ vọng nhờ doanh số bán thiết bị và quảng cáo tăng mạnh trong kỳ mua sắm dịp nghỉ lễ đầu năm. Trong lễ phát hành cổ tức đầu tiên, Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập nền tảng Meta Facebook trước đây tuyên bố, để phản ánh chúng tôi là ai và chúng tôi hy vọng xây dựng điều gì, tôi tự hào thông báo rằng bắt đầu từ hôm nay, công ty của chúng tôi, giờ là Meta, từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ làm metaverse trước tiên, không phải Facebook trước tiên. Điều đó có nghĩa là đã đến lúc bạn không cần phải sử dụng Facebook để sử dụng các dịch vụ khác của chúng tôi. Cổ phiếu tăng vọt 12% sau khi bắt đầu phiên giao dịch, kéo dài thời gian phục hồi trong đó, Meta đạt mức cao kỷ lục lần đầu tiên sau hơn 2 năm. Sự gia tăng này đã bổ sung khoảng 130 tỷ đô la Mỹ vào giá trị thị trường chứng khoán của công ty, tương đương gấp 5 lần giá trị của đối thủ nhỏ hơn Snap Inc. Cháy rừng đang hoành hành dữ dội ở miền Trung Chile đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng, đây cũng được coi là vụ thảm họa cháy rừng chưa từng có thiêu rụi hàng chục nghìn hecta đất tại quốc gia Nam Mỹ này. Tổng thống Chile Gabriel Boric hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở miền Trung và miền Nam đất nước vì thảm họa cháy rừng. 92 vụ cháy rừng đã bùng phát tại nước này tính tới hôm qua, thiêu dụi khoảng 43.000 hecta đất. Tôi đã xác nhận 40 người chết trong vụ hỏa hoạn và thêm 6 người thiệt mạng tại bệnh viện do bỏng. Tôi đang rất lo ngại con số thương vong trong tình trạng bi thảm hiện nay. Số nạn nhân chắc chắn sẽ tăng lên trong những giờ tới. Ngay từ hôm qua, tôi đã ban bố tình trạng khẩn cấp do thảm họa nhằm cung cấp mọi nguồn lực cần thiết cho phép chống lại thiên tai và giúp đỡ các gia đình. Bộ Quốc phòng đã được chỉ thị triển khai thêm nhiều đơn vị quân đội đến các khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khó đen bốc lên nghi ngút ở phần lớn khu vực thuộc vùng Valparaiso, nơi sinh sống của gần một triệu dân ở miền trung Chile. Từ chỗ này sang chỗ khác, ngọn lửa lan nhanh theo thời gian. Chỉ trong vòng 10 phút, ngọn lửa đã bao trùm nơi ở của chúng tôi. Khói đen dày đặc, bầu trời chuyển sang màu đen, mọi thứ đều đen tối như mực. Gió có cảm giác như một cơn bão ập tới, nó giống như đang ở trong địa ngục vậy.